Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em đã về một chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Chiếc này mang biển số 20A12603. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác xem. Vâng, sơn xịn của chiếc xe rất sáng bóng sạch sẽ này. Đấy, hai cụm đèn pha rất đều nhau anh em nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Đấy, sơn xịn khá là ok anh em này. Dàn một nốt của nó còn đạt đến 80-90% anh em này. Đấy, dàn một nốt của xe này. Đấy, dàn nốt xe khá là ok anh em nhé. Cua lốp này. Đấy, cua lốp thì không hề mù mọt này. Đấy, cua lốp này. Anh em là đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Đấy, chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008 bản đủ. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đấy, dàn một nốt của nó khá là đều nhau anh em này. Đấy, cua lốp này. Đấy, không hề mù mọt anh em nhé. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng của em ở số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, để được trải nghiệm về mẫu xe Hyundai Getz này. Đấy, hai cụm đèn phanh rất sáng bóng đều nhau này. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc anh em nhé. Đấy, sơn xì rất sáng bóng sạch sẽ. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đấy, tổng quan phần gầm của chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Gầm thì khá là ok. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, bản một đầu thì cốp nó nhỏ gọn xinh xinh nhưng nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu anh em nhé. Đấy, mình cam kết anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước này. Đấy, đinh bấm này. Đấy, vẫn nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, đinh bấm này. Đấy, tất cả những cái đinh bấm giằng giật này. Đấy. Đấy, phần cốp sau này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe nó được bọc lớp ni lông anh em nhé. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe nó được bọc lớp ni lông này. Đấy, chiếc Hyundai Getz bản đủ. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Đấy, 188 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Dàn một lốp của nó khá là ok này. Đấy, phần cua lốp này, cua lốp thì không hề mù mọt này. Đấy, cua lốp thì không hề mù mọt anh em nhé. Đấy, tay lắm mở cửa ra được ốp lốp này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da được trang bị màu đỏ đen này. Đấy, ghế da được trang bị màu đỏ đen anh em nhé. Còn đây là phần táp đô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ này. Đấy, phần âm thanh này. Đấy, vẫn còn lớp lỉ nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em này. Tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Keo chỉ không mất đến một phân anh em này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, đây là những cái đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, đinh bấm răng giật của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Không đâm va, không ngập nước. Đây là phần cột kèo của xe này. Đấy. Còn đây là phần ghế da đằng trước đây. Đấy. Nó vẫn còn lớp, bên trong nó vẫn còn lớp lỉ nguyên bản anh em nhé. Đấy, bên trong ghế này vẫn còn lớp lỉ nguyên bản. Đấy. Áo ghế này. Đấy, áo ghế chống nóng này. Bô lăng này. Đấy, trang bị thảm trải táp lô này. Đấy, thảm trải táp lô này. Đấy. Xe rất cứng xe anh em nhé. Đây là hốc bản lề này.
Đây là những cái đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy, đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy, vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, không đâm va, không ngấm nước. Đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đấy, táp lô, táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Dàn một nốt của nó khá là ok. Cua lốp này, cua lốp thì không hề mù mọt này. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 6 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm dài miên man anh em nhé. Đấy, sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này. Đấy, táp lô, táp ly cánh cửa đằng sau bên lái, phần âm thanh này. À, xe rất cứng xe anh em nhé. Đấy, keo chỉ thì không mất đến một phân. Đấy, không đâm va, không ngập nước. Đấy, những cái đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, phần âm thanh này. Đấy, bật lên xuống này. Xe rất cứng xe anh em nhé. Đây là những cái đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy, đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy, nguyên bản anh em nhé. Đấy, không đâm va, không ngập nước. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Đấy, đây là phần bô lăng này. Đấy, trang bị túi khí này. Bản đủ nó có túi khí cho người lái này. Trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc lớp ni lông anh em nhé. Trần nỉ nguyên bản theo xe được bọc lớp ni lông. Đây là phần chắn nắng này. Chắn nắng hai bên này. Đây, phần đèn trần phía sau này. Đây là gương chiếu hậu này. Và sau đây em sẽ lổ máy lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Máy lổ rất êm. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì này. Phần xi nhan này. Phun nước gạt mưa này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Đây, phần cảnh báo nguy hiểm này. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn anh em nhé. Đấy, điều hòa này, điều hòa thì cực mát luôn. Đầu đài, âm thanh vũ trường. Đấy, quả số đây, phanh tay này. Đây là hộp đựng đồ này. Gương chỉnh điện này.
kính trên xuống này, hoạt động rất trơn tru anh em nhé. Và sau đây em sẽ tiến sâu, em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Vinagate sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu chân này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị hoặc là đến trực tiếp cửa hàng của em ở số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, ngay sát ngã tư Long Thành. Các bác ở xa thì cứ đến chân cầu vượt Quán Toan alo cho em, em ra đó. Máy lổ rất êm anh em. Trước này em vừa mới về cửa hàng nên là em chưa dọn rửa thì em muốn để mộc này em úp video lên cho các bác xem. Máy thì lỗ không hề rung lắc, máy cực chất luôn. Đấy, tổng quan khoang máy của chiếc Vinagate. Vâng, đây là phần lắp capo của xe này. Đấy, tổng quan của lắp capo này. Đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ nguyên bản anh em nhé, không mất đến một phân. Đấy, lỗ vẫn tròn không hề móp méo này. Đấy, tổng quan khoang máy này. Đấy, máy không hề rỉ dầu này. Khô ráo sạch sẽ. Đinh bấm đang giật nha, vẫn còn nguyên bản anh em nhé, không đâm va không ngập nước này. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Vinagate sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy 1.1 phiên không taxi không dịch vụ anh em nhé. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.